là một chiếc cốc sạc nhưng không phải là để sạc. Vậy là gì? Thoạt nhìn các bác thấy nó cấu tạo hoàn toàn như một chiếc cốc sạc dự phòng, nhưng ẩn sâu bên trong nó là một mắt camera. Nó giúp các bác ghi lại bằng chứng, tìm ra sự thật vô cùng kín đáo và tế nhiệm nhá. Đặc biệt với những bác nào mà đang mất mát giấy tờ tiền bạc và mong muốn tìm ra bằng chứng, tìm ra sự thật, thì đây là một thiết bị camera mà các bác quan tâm nhá. Camera ngụy trong một chiếc cốc sạc dự phòng H12. Với cái mẫu camera này, các bác dễ dàng đặt mọi nơi, dễ dàng quay phim và vô cùng kín đáo và tế nhị không nhá. Cực kỳ là hay và cực kỳ là chất. Đặc biệt và ai ho nữa, cái mẫu camera này nó còn tích hợp hồng ngoại đen. Nó giúp các bác có thể quay đêm được với hình ảnh vô cùng rõ nét. Nó quay 24-24 và ghi lại mọi thước phim. Đặc biệt hơn nữa thì với cái này nó hỗ trợ lên thẻ nhớ là 128GB. Với một cái dung lượng này giúp các bác có thể là ghi được rất là nhiều ngày, 9-10 ngày trong cái khoảng thời gian này mất mát tiền bạc giấy tờ gì đấy, thì các bác có thể xem lại và tìm ra bằng chứng, tìm ra sự thật nhé. Cực kỳ là hay ho và cực kỳ là chất nhé. Đấy, thì đây là một dòng camera mà đẳng cấp nhất, bên em Quang giao hàng người tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng với thanh toán tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn các bác đã xem video, chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn lại các video lần sau. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh Trúc Quang, hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.